Giờ anh đổ hành tím vô anh khuy luôn các bạn ơi. Thấm bè, giờ mình sẽ đổ nó vào bè. Chào, nó đã săn rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ nước lọc vô các bạn. Mình sẽ bỏ thêm một miếng rau găm vô các bạn. Các bạn có lá tía tô bỏ vô nó rất ngon các bạn. Cái món thịt ba chỉ kho cơm mẻ dưới ghiền của mình các bạn. Đã xong các bạn. Các bạn nha, bữa nay mình tiếp tục làm món ăn nữa các bạn. Mình có mua một miếng thịt ba chỉ nè các bạn. Với một miếng thịt mình cũng đã rửa nó sạch sẽ và mình cũng đã trụng nó qua nước để mà xử lý cái mùi tanh đó các bạn. Cái này mình cũng đã hướng dẫn có mấy clip rồi nên mình không có quay lại nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi sắt cái miếng thịt ba chỉ này ra các bạn. Giờ mình sẽ đi sắt cái miếng thịt ba chỉ này nha các bạn. Đây mình sẽ cắt nó ra làm 3 khúc các bạn, 4 khúc gì đó. Rồi mình sẽ sắt mỏng lại như vậy nè các bạn. Các bạn thích ăn dày thì mình sắt dày, còn thích ăn mỏng thì mình sắt mỏng. Sắt sao mà cho nó vừa cái miếng của mình để mình ăn đó các bạn. Như để khi là mình ướp cái gia vị nó cũng thấm hơn. Khi mình sắt dày quá mình ướp gia vị nó không có thấm bằng mỏng nha các bạn. Với cái miếng thịt ba chỉ các bạn, nó mỡ hơi nhiều, mình sắt mỏng mỏng các bạn. Mình ăn nó sẽ không ngán các bạn. Thịt ba chỉ mình cũng đã sắt xong các bạn. Rồi mình có chuẩn bị thêm là một miếng sa bào, rồi miếng hành tím mình cũng sắt sẵn bạn, với một miếng cơm mẻ. Rồi đây là một miếng ghiền mình đã đâm sẵn bạn, với ớt. Dưới đây là bạn bây giờ mắm tôm. Với cộng thêm là một miếng là sa tế bạn. Còn này mà mình xài không có sa tế thì mình xài cà ghi hộp, cà ghi bột cũng được bạn. Hôm nay là mình sẽ làm món thịt ba chỉ là kho với là cơm mẻ nha các bạn. Với xả ghiền các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái tô bạn, mình đổ thịt ba chỉ vô để mình ướp nó nghe các bạn. Rồi mình lấy cái dĩa mà đồ nãy mình chuẩn bị sẵn các bạn. Xả ghiền ớt với củ hành tím với cơm mẻ các bạn. Đổ hết vô luôn các bạn ơi. Cái này cái lưu lượng nãy mình chuẩn bị là nó vừa đủ quá các bạn. Cơm mẻ này nó rất mịn. Như cái chén sả tế nữa nè. Mình đổ vô luôn. Còn mình có cà ghi hột cũng được. Còn đây là cái mắm tôm nguyên chất các bạn. Nên là mình xài là một muỗng thôi. Còn mắm tôm pha thì mình xài hai muỗng cũng được. Để tránh nó mặn các bạn. Giờ mình nêm gia vị luôn các bạn. Sẽ bỏ vô là hai muỗng cà phê đường nha bạn. Các bạn thích ăn ngọt thì mình có thể thêm 2 muỗng rưỡi. 2 muỗng là nó vừa các bạn. Với mình thêm vô là một muỗng cà phê hạt nêm. Ít thôi bạn, nhiều quá nó mặn. Tại có mắm tôm sẵn ở đó bạn. Với là 2 muỗng cà phê bột ngọt các bạn. Còn nếu bạn nào không thích ăn bột ngọt thì mình khỏi bỏ vô. Rồi bây giờ mình sẽ trộn nó lên cho nó thật là đều các bạn. Rồi mình để đó dài 3 phút cho nó thấm gia vị. Rồi mình sẽ tiếp tục đi làm món đó nghe các bạn. Giờ mình bắt chảo lên, mình đổ hành tím vô mình khuy các bạn. Đó, mình khuy cho nó vừa vàng là được rồi các bạn. Không cần phải vàng quá. Còn đây là cái thịt ba chỉ nãy giờ mình ướp cũng thấm rồi. Đó, giờ mình sẽ đổ nó vô các bạn. Rồi mình sẽ găm nó cỡ khoảng vài 3 phút đó các bạn. Cho nó thấm gia vị với nó săn cái miếng thịt ba chỉ của mình lại nè. Nó sẽ ngon hơn các bạn. Rồi chút xíu rồi cho nó săn lại rồi mình sẽ đổ nước nó vô nghe các bạn. Giờ nó sắt xuống bạn, mình đổ nước lọc vô bạn, cho nó ngập miếng thịt ba chỉ là được bạn. Cái này mình có thể đổ nước dừa tươi cũng được bạn. Nước lọc, nước dừa tươi cũng được. Các bạn thích ăn ngọt thì mình đổ nước dừa tươi vô cho nó chua chua ngọt ngọt các bạn. Nó sẽ không ngán. Bây giờ mình nấu cho nó sắt xuống còn có khoảng 3/4 là được rồi các bạn. Mình dặn lửa từ ghiêu ghiêu cả, nấu có 15 phút nữa là nó sắt xuống, là nó sạch lại là nó vừa các bạn. Giờ nó sạch nè các bạn. Giờ mình thấy khá là ngon các bạn. Giờ mình sẽ bỏ vô thêm một miếng rau găm nữa các bạn. Cho nó thơm thơm. Cái này mình cũng có thể bỏ lá lốt vô nữa cũng được bạn. Ăn nó sẽ không ngán. Rồi các bạn có thể nêm gia vị lại một quận nữa cho nó vừa khẩu vị của mình. Các bạn thích ăn chua thì mình khỏi thêm đường, còn các bạn thích ăn ngọt thì thêm đường vô nữa. Vậy là xong các bạn ơi. Mình cũng múc ra dĩa rồi nè các bạn.
Món thịt ba chỉ kho cơm mẻ dưới ghiền của mình cũng đã xong. Dòm khá là đẹp các bạn. Hôm nay mình đổi món mới, mình kho cái kiểu này mình ăn nó sẽ rất ngon bạn. Giờ mình mời bạn cơm mình nha. Đó, các bạn thấy món thịt ba chỉ mà kho cơm mẻ dưới ghiền của mình khá là đẹp, khá hấp dẫn bạn. Rồi giờ mời bạn ăn cơm mình bạn, mình chan thử cái nước thì mùi thơm của cái mắm tôm của bạn rất là nực nồng, rất là ngon luôn. Rồi mời các bạn cùng ăn cơm mình luôn bạn, đây cái thịt ba chỉ các bạn. Khá ngon bạn ơi, nó chua chua, nó ngọt ngọt bạn, rất là thơm luôn bạn. Vì mình làm cái kiểu mới này ăn cho nó không ngán bạn. Khi cái thịt ba chỉ của mình kho bình thường bạn ăn nó ngán, nhưng mà mình làm cái cách này các bạn ăn nó sẽ rất ngon bạn ơi. Mềm luôn bạn. Ngon quá. Thơm quá, thơm không? Mình nãy mình không có lá tía tô bạn, nhưng để đỡ cộng rau găm bạn. Có lá tía tô á, bỏ vô nó rất ngon bạn. Cộng hơi lá lốt cũng được bạn. Cơm mẻ bạn mình xài là cơm mẻ mà nó mịn vậy em, mình nấu nó sẽ rất ngon bạn. Còn cơm mẻ mà nó chưa có mịn thì mình phải đánh cho nó mịn nha các bạn. Ôm các bạn, này nó chua chua cay cay các bạn, ngọt ngọt khá là ngon bạn. Mắm tôm mình bỏ ít thôi bạn, bạn có nhiều mặn có thêm đường các bạn. Bạn có không có bột nêm á bạn thì mình có thể bỏ muối bạn, bỏ vô một muỗng cà phê muối. Còn ghiền á mình phải có được bạn, trải nghiệm cho nó mới như mùi mắm tôm bạn, nó mới thơm bạn. Ghiền thì mình phải giải nhuyễn ra, mình xài một ít thôi bạn ạ, thì thơm. Mình nấu ít thì nấu nhiều bạn, cái này nãy mình có nửa ký bạn. Chứ mình không có xài mà ghi bạn, mà mình xài tập tế nó sẽ cay cay thơm thơm mà màu nó khá đẹp. Còn cà ri thì khi mình bỏ vô không biết có hơi nhiều bên cạnh này sẽ rất ngon.
chua chua ngọt ngọt, các bạn ăn miếng ba chỉ nó không bị ngán nè, nó thơm, mùi mắm tôm rất thơm mà, rất là thơm, thịt khá là mềm. Cái này mình cũng có thể nấu bằng nước dừa cũng được nha các bạn, nãy thì mình chỉ nấu nước lọc thôi. Cách làm khá là đơn giản phải không bạn? Nhưng mà các bạn làm thử đi, ăn sẽ rất là ngon, không bị nhán luôn bạn. Mình tuyên về quán cũng chưa chắc có mấy món vậy luôn bạn. Mình thấy video mình hay hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh lại và chia sẻ giúp mình bạn, để mình có thêm nhiều động lực mới, ra thêm nhiều video mới các bạn. Chào bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo các bạn. Hơi ồn quá bạn, bạn đúng thông cảm mình nha. Mời bạn uống thêm miếng cà phê sữa bạn.